Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Đấy con. Nhiều chào lại với con. Để con vào luôn nhé. Rồi con vô trước không đi. Mẹ mời cho con hai câu, hai từ mến nhau ấy. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào chị thôi. Trời ơi, tưởng đâu ai, tưởng đâu mẹ chồng nàng dâu nào. Tôm sao được qua cũng được 12 chi nhánh ạ. À, các đó. Quán anh thì... giỡn hoài à. Ô, anh nói thật mà em. Đúng rồi các em. Hôm nay có mẹ anh ở đây làm sao anh dám nói giỡn giỡn được. Nói thiệt luôn á hả? Chính xác, chính xác. Ủa sao không có thấy cái mẹt nào tới chứ người ta. Dạ bây giờ quay nó cũng quá giờ ăn rồi anh. Không thì giờ này khách nó cũng vắng lắm. Vắng thì ít tặng nữa. À, hy vọng lần lên tới 15 có nha. Rồi chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui. Được chào đón chị với lại con rể đến đây tham gia chương trình. Bây giờ thì Khoa thì chắc là mọi người ai cũng biết hết rồi. À, đây là mẹ vợ của Khoa. Giờ chị có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình biết. Xin mến chào hai MC Quyền Linh và Lê Lộc và tất cả quý vị khán giả trong chương trình. Chị thì nhỏ lớn thì ở Sài Gòn, tên là Nguyễn Thị Hạnh Trang, sinh năm 1971. Chị làm công việc gì? Trước kia thì chị cũng buôn bán, nhà chị thì kinh doanh ăn uống. À. Có nhà hàng ăn uống ở Đồng Nai, ở Bình Dương. Thì sau rồi về là mẹ vợ của Khoa thì bây giờ là bán bún đậu mắm tôm. Dạ chưa. Dạ sao anh? Không ý là mẹ nói hay quá. Em xin được vỗ tay riêng. Sao nói vậy? Mình nói thiệt không ạ? Dạ. Cái ngày đầu tiên á mà chị gặp chàng rể này đó thì chị ấn tượng điều gì không? Ấn tượng dữ lắm. Dạ. Nhưng mà cái đó mình cứ có những cái băn khoăn để trong lòng chứ mình không có nói ra thật sự. Mẹ xin lỗi con. Dạ dạ. Nói. Ngày đầu tiên là Huy lúc đó là hình như Khoa đang là thi cái xuyên Việt 2015. Dạ. Tại vì lúc đó chị đang ở Bình Dương, chị đang kinh doanh ở dưới đó. Thì về chơi thì Huy nói hôm nay con dắt bạn trai con về giới thiệu với mẹ. Dạ. Cái mình nói ok thì cứ dắt tới đi. Cái hôm đó dắt Khoa tới, nhìn anh này tội lắm, ốm hơn bây giờ. Trời mà đen hơn bây giờ. Bây giờ đã ốm rồi đó. Ốm lắm, lúc đó Khoa ốm thật ốm rồi. Ốm hơn rồi. Ốm năm 2015 Khoa rất ốm mà đen nữa. Đen nữa. Xong ảnh vào ảnh hiền lắm, nhìn là thấy thương lắm, bén loẹn lắm. Chào bác ạ. Vào. Xong mình cứ lôi đi làm sao. Ui. Mình bị bén nào nó đông nữa đen vui. Nói vậy thôi, nó thấy em nó ốm yếu. Lúc đấy mới chạy ngoài nắng về anh, cho nên là nó đen chứ bình thường thì nó cũng đỡ hơn. Tại hôm đấy này đang hai đứa chạy này giữa trưa nắng. Bữa đó nó bóng hơn phải không anh? Nhiều khi mà em còn nghĩ vậy chứ, nếu mà lúc đó anh coi chừng này nó nghiện hút gì đó. Không, trong bụng cũng nghĩ. Trong bụng cũng nghĩ. Nhưng mà tại vì ở Sài Gòn mình thấy cái đúng môi rồi. Trường đó nhiều dạ. Mình sợ lo dạ. Chứ chưa có hỏi là nó xuất thân ở đâu hay gì, mình hỏi sao mình biết anh đâu biết. Mình nói vậy đó, nó không có đâu mẹ, ảnh hiền lắm dạ. Ảnh mẹ thì trong bụng nghĩ, nhưng mà ba với lại họ hàng nhà đúng Vi rồi. Thì nói tại lúc ấy mắt em nó thâm mà ốm nữa, không biết là không phải là nghiện, nhưng biết thằng này nó có ăn chơi sa đọa cái mắt cái quần thâm thâm dạ, nữa dạ. Mà nhìn nó còn con mắt có thâm không? Có chú có. Có luôn hả? Lúc mà Khoa mới xuất hiện trên truyền hình á dạ. Thì chú nhìn chú thấy ấn tượng lắm rồi đó. Còn anh Khoa thì sao? Anh Khoa cái lần đầu tiên mà gặp mẹ vợ anh có ấn tượng điều gì không? Lần đầu gặp mẹ thì mình cũng không nghĩ rằng mẹ nghĩ rằng mình giống nghiện đâu. Nghĩ trong bụng mà giờ nghĩ trong bụng mới nói ra nè. Dạ, thật sự với anh dạ. Với lại Lộc thì hai mẹ con rất là thoải mái ạ. Cái lần đầu tiên gặp mẹ thì đầu tiên là trẻ dạ. Và mẹ là một người rất là giống như là cởi mở và không tạo cái không khí mà nặng nề với dạ. Lại kiểu mà nghiêm khắc dạ. Tại bình thường mình ngày đầu về nhà vợ thì gặp những ba mẹ nghiêm khắc ấy thì dạ. Mình cũng áp lực. Nhưng đây mẹ rất là thoải mái ạ. Mẹ khui bia và mời liên tục ạ. Mẹ khui bia và mời liên tục ạ. Thì em cũng cảm thấy là tâm hồn nó mở ra. Và mấy con mình cũng tự tin đấy. Mình đã nổi tiếng đâu, mình chỉ đang đi thi thôi. Và thật sự là mình cũng biết là ngoại hình của mình nó như thế nào dạ. Thì chung là ngày đầu thì mẹ là một người cởi mở. Và em cũng rất là lễ phép gọi dạ bảo vâng khui bia mời bao nhiêu để em uống từng đấy ạ. Mời bao nhiêu để em uống từng đấy ạ. Mời nhiều quốc nhiều. Dạ trong đấy hình như ngủ lại nhà gì luôn.
lần đầu tiên gặp cho tới ngày hôm nay thì mẹ giống như là một người mẹ và một người bạn nhậu với em luôn. Trời thật ơi. Sự mẹ uống rất tốt ạ. Chờ ta có khai lên đây chờ. Không phải, ý là uống so với lại người phụ nữ thì là tiểu lượng được anh ạ. Dạ. Bình thường thì người ta nghĩ con rể là hay uống bia, uống rượu với lại bố vợ, nhưng không, toàn uống với lại mẹ vợ không ạ. Nên là mỗi lần uống vào thì anh biết là vài ly bia vào thì bắt đầu câu chuyện thì nó lời ra. Có bữa hai mẹ con tâm sự, chỉ hai mẹ con ngồi bàn tôi từng thấy 3-4 giờ sáng rồi. Trời mẹ ơi. Con mới rủ nhau thôi bây giờ mỗi người về phòng ngủ đi chứ này nói chuyện đến sáng mai buôn bán nữa. Quy xuống quy kêu. Dạ. Mẹ ơi, 3 giờ rồi đó nha mẹ. Xong rồi. Thủ lượng hai người ngang nhau luôn hả? Làm Khoa xỉn trước cô chị không ạ? Khoa xỉn trước cô chị không ạ? Trời là ơi. Cô hơn luôn rồi. Đúng rồi. Vậy có bữa nào mà cô tiễn nó sớm quá nó nói mày uống chậm chậm chờ tao uống chứ không? Thì cái đợt mà giãn cách mà phải ở nhà đấy thì hơn 4 tháng thì cuối cùng xong thì mẹ con bán ve chai cũng được hơn 1.000 lông bia anh ạ. Khủng khiếp. Không, đó là sự thật, tại vì buồn á. Nói thì nhiều người người ta không tin nhưng mà thật bởi vì hai mẹ con rất là thoải mái cho nên là trong gia đình thoải mái. Nhiều khi Khoa buồn hay có chuyện gì cũng về tâm sự hoặc là gặp khó khăn trong công việc á. Về thì không nói với vợ đâu. Dạ. Nhiều khi mẹ ơi hôm nay mẹ con mình làm bài chai đi. Thì thì xuống bếp có gì thì mẹ nấu món, con nấu món rồi dọn ra. Thì uống chừng vài chai xong hai mẹ con lại. Ảnh là người sướng lên không à. Nhậu xong mẹ ơi mình làm vài bài đi. Xong là cắm loa vô mua cái loa ở nhà có cái loa. Thôi đóng cửa lại hết. Phiền hàng xóm không sao. Đóng hết cửa lại hai mẹ con ngồi hát. Hát xong ca hả? Hát xong ca luôn. Có cả hát đơn ca lẫn xong ca. Có bài nào coi như giờ mình làm ly. Thôi giờ cứ đi vô. Dạ con mời ạ. Không phải là cổ vũ anh nhậu đâu nhưng mà đôi khi mẹ con hay uống. Hết ly nha mẹ. Thôi chọn nước mà. Bị quen anh ạ, bị quen. Dạ. Mẹ còn nợ con 2 lon nhá. Ủa? Chậm 2 lon. Ủa phạt luôn vậy đó hả? Không. Dễ gì. Ăn nhậu là mẹ con rõ ràng anh ạ. Trời ơi. Cảm thấy mẹ đủ. Mẹ nói Khoa ơi. Đúng mẹ rồi. Đủ rồi. Chứ không được chậm lon ạ. Chậm nó chậm á. Lên là lên đều đúng em không? Em cũng vậy. Có những lúc mệt chậm lon mẹ nói ạ. Ông có định tạo cái không khí gia đình nó bớt áp lực. Dạ, dạ. Ồ, vui mà. Cái đó mình không có phiền ai hết. Dạ. Nhưng mà Khoa làm rể bao nhiêu năm rồi? Dạ, vợ chồng em cưới thì được gần 1 năm ạ. Chính thức làm rể thì là gần 1 năm. Còn ví dụ như hai vợ chồng thì qua lại nhà bên mẹ thì từ lúc yêu là cũng 7 hơn 7 năm ạ. 7 năm rồi. Ồ. 2015 đó. 7 năm rồi. Có bao giờ là Khoa dành trọn một buổi nào đó sinh nhật cho mẹ rồi mình tổ chức rồi mình nấu nướng rồi này kia? À dạ thì như em chia sẻ là gia đình em rất là phong trào và rất là mong chờ tới những ngày tiệc ạ. À dạ. Dạ tại bởi vì ai cũng buôn bán ạ. Thì có những ngày tiệc thì mới sắp xếp được ngồi lại được với nhau. Nhau. Thì sinh nhật mẹ rồi sinh nhật ba, sinh nhật Vi, sinh nhật con, sinh nhật em là không sót một ngày nào hết anh ạ. Thậm chí là để lịch trước cả 1-2 tháng ạ. Chỉ chờ tới ngày đấy thì mới được ngồi tâm sự rồi quây quần nhau tại anh nghĩ buôn bán là nó rất là cực, từ sáng tới tối ngày nào cũng như thế, mình không thể nào mình đóng cửa một ngày được. Yeah. Cho nên là lâu lâu mới có tiệc thì mình lúc nào làm cũng trễ xíu nhưng mà có cái cớ để gặp nhau ạ. Yeah. Nó hết mình luôn đó đúng không? Yeah. Không say không về đó. Hai mẹ con là dễ dàng tâm sự, dễ dàng là bạn nhậu của nhau. Vậy chắc em nghĩ anh Khoa cũng hiểu mẹ vợ lắm đúng không? Hiểu. Anh với mẹ vợ là mình hợp nhau điểm nào? Thật sự thì hai cái tính thì không hợp đâu. Bởi vì là mẹ thì tính là cũng hơi nóng xíu. Còn anh thì em thì lại tính lại kiểu hiền với lại đôi khi bị cản nả với lại nhiều khi ngại ngại không dám nói ra. Được cái mẹ vợ em là tính như mẹ ruột em luôn. Là được hai bà mẹ là rất là nóng tính. Mà có gì là cứ nói thẳng, không có để trong lòng này kia. Đôi khi thì nó phật lòng xíu nhưng mà cái đấy là cái thẳng luôn, không nên là nói luôn. Nói luôn. Chứ không có, để trong bụng hay gì hết. La Khoa trước mặt mọi người không? Cũng có nhưng mà Khoa cũng ít có cơ hội để cho mình la lắm. Khoa nó sống nó cũng lễ phép với nó hiền, chẳng hiền mà Khoa rất là hiền. Trong giới nghề thì sĩ thì Khoa được cái tiếng là rất là hiền luôn, lễ phép, ngoan nữa. Chị thấy mình hợp điều gì với Khoa? Thứ nhất là cái tính thích nấu ăn. Cứ rảnh là hay hỏi thăm, nó đi quay mình hỏi con ơi nay con có được nghỉ không, nghỉ cái là mình nghỉ trong đầu mình đi chợ mua gì liền để nhà hai mẹ con xong kiếm hộp bích nấu ăn xong rồi bày ra chứ không có ra đường ở nhà không. Còn điều gì mình cảm nhận là chưa hợp với Khoa sao ta?
có cái gì không hợp không ta? Mẹ cứ nói thẳng ra mẹ. Nói thẳng chứ mẹ đâu sợ con đâu, mẹ đâu sợ con đâu. Mới đầu thì có nhiều cái người Bắc kẻ Nam thì nó sẽ có nhiều cái khác nhau, khác một chút xíu về cái môi trường sống. Ăn uống cũng vậy, Khoa không ăn được đường, hay là Khoa không ăn canh chua mà không chịu chua, không cho đường sao là canh chua được. Đó, mẹ ơi mẹ cái nó canh chua quá. Ừ, vậy canh chua không cho chua mà không cho anh bỏ đường sao thành canh chua. Cô làm sao để dung hòa, tức là anh cái cô sẽ bớt, cô cũng bớt lại, muốn gia đình ăn uống ngon miệng thì cô bớt lại, bớt cái gia vị theo cái khẩu vị của cô lại á. Nhưng mà riết là thành thói quen rồi, bây giờ là chung một nhà là phải chung hết, chẳng lẽ nấu hai ba nồi. Khoa thì cũng thường hay vào bếp nấu cho mẹ. Thường mẹ là ảnh rảnh là ảnh đi chợ nấu ăn. Giỏi nha. Ở trên đường hình và ở ngoài đời vậy Khoa có khác nhau không? Khác là vấn đề là khi Khoa lên truyền hình nói rất nhiều, vì em diễn em nói, nhưng mà ở nhà cái sát mẹ chào cái là xong rồi đối với mẹ, trừ khi ngồi nhậu thì mới nói chuyện. Một ngày nó ảnh là không có nói chuyện, ảnh gặp ảnh chào cái hơi giống như sáng mình ở trên lầu xuống mẹ rồi xong về mẹ. Khi vô bàn nhậu một hồi ba lon trở lên bắt đầu nói là mà luôn rồi đó nha, giữ lại những cái câu chuyện để lúc nhậu còn nói ngại. Nhưng mà nói em thường xuyên nói với mẹ sau khi nhậu xỉn là nói gì Khoa? Nếu mà nói thì các chủ đề nhiều nhất về bún đậu anh ạ. Em nói thật câu, có những lúc mà hai mẹ con cũng tuyên bố rằng là bây giờ trong cuộc nhậu là không nhắc về bún đậu nữa, bởi vì một khi đã nhắc về nó là một ngàn thứ bắt đầu nó phát sinh, nói nhiều khi tới sáng không hết được vấn đề đấy. Nó là người nói trước mà nói chung bún đậu là vấn đề nhiều nhất, sau đấy thì bắt đầu nói về những vấn đề trong gia đình hết anh ạ. Có bao giờ hai đứa nó cãi nhau trước mặt mình không? Có. Không phải, có những lúc mà ví dụ như hai vợ chồng em thì có những lúc khúc mắc này kia thì lúc đấy mẹ cũng buồn nhiều. Đôi khi vợ chồng thì có lúc mình sai, có lúc thì vợ mình sai, nhưng mà chị luôn là bên Khoa. Thật sự có mặt có Vi, câu chị cũng nói hai vợ chồng nó mà gây cấn là chị bên Khoa thôi. Lắm lúc Vi hỏi của mẹ ơi mẹ, con mới là con người của mẹ nè mẹ. Nói, đúng rồi, nhưng mà tao thấy nó không có sai, tao bên nó đúng rồi. Thấy chừng nào nó uống với tao nó mới sai thôi. Không có sai, sai thôi chứ không có sai. Vừa la Vi cũng nói với Khoa, nói nếu mà hai đứa mà cứ không còn gây lộn rồi chắc mẹ không ở sống chung, mẹ ra ngoài mẹ ở riêng. Thì Khoa là nhạy bén về vấn đề đó, con không bao giờ muốn mẹ đi ra ngoài ở, con muốn lúc nào mẹ cũng sống trong nhà chung với có con có cháu đó. Khoa là cái người như vậy, rất là có hiếu. Chứ mà bản thân chị một mình chị ở đâu cũng được, mình ra ngoài mình sống một mình cũng được, nhưng mà con nó muốn vậy thì thôi mình ở với con mình cho nó vui cửa vui nhà. Nói chung mẹ được ở với mình là cái hạnh phúc anh ạ. Em thì xa bố mẹ năm nay cũng chục năm rồi, một năm về được gặp bố mẹ một hai lần, nữa cảm giác mà được ở gần với người thân nó hạnh phúc lắm anh ạ. Và cho nên là mẹ còn ở với mình ngày nào đấy là mình trân trọng và mình rất là quý từng giây từng phút đấy. Và em cũng thật sự em rất muốn mẹ ở nhà, nhưng mà mẹ cứ nói bây giờ nhà không có được, còn sức khỏe còn đấy, cho nên là em mới mở quán để cho mẹ buôn bán. Mặc dù nó rất cực nhưng mà mẹ cảm thấy mẹ thoải mái hơn. Thì tới khi nào mà mẹ cảm thấy là thôi giờ ở nhà với cháu với lại con thì lúc đấy thì em không để mẹ đi buôn bán nữa. Ở nhà Khoa nấu món gì ngon nhất? Gì thì cũng là những cái món về Bắc. Không lẽ nó cho ăn bún đậu không? Khoa rồi. Là không không em, món ăn á Khoa giỏi lắm, nó được giống như là canh cua đâu đây được gọi là cá kho kiểu người Bắc á. Dạ. Con có biết con cá chấm không? Cá chấm con cá nghe. Cá bự vậy nè, cá từ 5-7 kg, cả chục ký con á. Mà người Bắc hay ăn thôi chứ người Nam mình ít ăn con cá. Kho riền không? Kho kiểu như kho riền á. Ở miền Nam mình hay kêu kho tổ, còn này phải là kho tổ. Mà nó là kho riền, ngon lắm. Thầy Khoa là làm món Bắc thì chuẩn, nhưng mà làm thịt dê, tiết canh, cái gì làm được á. Ý chà. Có thể có lâu lâu mua nguyên con dê về nhà làm luôn. Tự làm, tự hãm tiết canh, tự làm hết. Bây giờ vậy đi, hôm nay Khoa với mẹ sẽ cùng vào cái căn bếp yêu thương của mình để chia sẻ món ăn nào đó. Nhưng trước khi nấu mình sẽ trình diễn một cái tiết mục ở ngay bếp. Tiết mục âm nhạc. Song ca hồi nãy rồi đó chú. Song ca hồi nãy đó. Vô tưởng quên rồi. Giống gia đình vậy, mình vừa nấu vừa hát vừa nấu. Đôi khi nó cũng tạo một cái niềm vui trong gia đình đó. Mẹ con mình đang nhậu xong là hết mồi. Hết mồi xong là mẹ con mình quyết định là dậy chưa có bia đâu có coi như được, đâu hát được. Rồi, okay. Dạ, xin mời cô và anh Khoa. Bình thường thì em sẽ là MC giới thiệu, nhưng mà hôm nay thì mẹ giới thiệu trước khi hát mẹ nhé. Mẹ. Thôi được rồi, mẹ thân mẹ nhỏ thôi. Thì để có cái bữa nấu ăn thật là ấm cúng gia đình thì hai mẹ con xin hát một bài cho không khí nó nóng lên. Cho thức ăn nó được ngon hơn. Dạ, nhưng rồi mà... bây giờ hai mẹ con mình xong ca đi. Dạ, bài sầu tím. Sầu tím thiệp hồng. Quá dữ. Thôi giờ mình vô cái nha.
Happy New Year. Xong rồi mẹ nấu rồi con chạy con đi mua thùng thứ hai nhá. Hết con hết bia rồi mẹ. Rồi giờ là nữ hát trước nha. Dạ. Bà sẽ bắt đầu. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Đấy con. Nhiều trò lại chứ con. Để con gò luôn nhá. Rồi con vô trước con đi. Mẹ mồi giúp con hai từ mến nhau ấy. Rồi. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làn môi xin tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Thôi, nó nghe là hơi hát ngày. Chắc con đi mua bia đi. Thiếu bia rồi, đi mua bia đi. Mua bia, mua bia. Thiếu bia. Ở nhà có bia là hát hay hơn. Đúng rồi, phải có bia hát mới được. Hay phải không cô? Hèn chi không có bia kỳ kỳ. Ôi giờ mình bắt bay vô làm việc đi. Tôi chưa làm đà. Thiếu bia rồi, không được. Mới hát được có câu em. Tại biết cái này đó hai người phải hợp, giống như là nữ xong tới nam, đúng nam rồi, tới nữ mà nó nhịp chứ còn giống như là Lệ Quyên nó hát cái Quan Lê, mấy này Lệ Quyên hát cái gì á không hợp với nhau đó. Nói chung là cuộc đời cái gì cũng hợp, chỉ có không hợp tông thôi. Nhưng mà uống bia là hát được. Thiệt thử luôn. Nhưng khi vô thì gần như tông nó không quan trọng nữa rồi. Mà nay nó hát rồi. Mà lúc đó hát ngon. Thôi giờ mẹ con vô tay vô bếp. Con nó có đồng điệu nhau không? Ăn thì ok. À, ok. Rồi bây giờ ta bắt đầu đi hát. Hát cây thì khó hát. Dạ. Thì, ngày hôm nay thì hai mẹ con với lại Lộc ở đây. Ba đầu bếp sẽ gửi tới anh Linh cũng như là tất cả quý vị khán giả hai món ăn, đó chính là món canh cua rau đay với lại món cá chấm kho giềng ạ. Dạ. Quá. Thịt luộc nữa con. Nấu đi em. Dạ ủa. Bây giờ mày phụ cắt cá riềng nha. Món quanh mà. Phụ cắt riềng. Chương trình nói là hai anh em mình nấu. Không có. Ờ để mẹ phụ cho không sao mà. Ủa nhưng mà chương trình nói là con với Lộc nấu là con mới hỏi. Anh nghe lộn rồi đó. Anh hỗ trợ. Anh nói là anh không biết nấu ăn đâu. Chương trình nói là cứ yên tâm đi, Lộc tới ngày hôm nay là nấu quay được hình như là nấu gần 1000 món. Trời là ơi, ngon hết vậy mà. Là anh không, vậy là anh không coi rồi. Em dọn chén không à. Còn nấu là mấy khách mời đâu đó. Thế thôi mẹ. Thôi tại chương trình biết nay có mẹ nấu. Dạ, nên thế thôi mẹ nấu luôn. Dạ, anh. Thôi được rồi, nói vậy thôi. Thôi anh nấu canh cua nhé, em đặt dạ, rau. Dạ, em dạ, đặt được rau trước. Dạ, cái này được anh. Dạ. Đúng rồi. Thôi thế này đó. Mẹ farm nay ra ngồi. Rồi ok, mình xong phụ này cái mình ra liền. Đúng rồi. Phụ nó để giúp nó chút, cái này khó khó. Liền thôi. Rồi. Còn chuyện để nay Khoa trổ tài cho mẹ vợ đi ha. Lộc nó sẽ là phụ bếp thôi. Rồi ok. Ha? Dạ rồi. À. Chứ để hát hồi trật tông nữa mệt lắm. Trời ơi, thôi hát thì không hát không hợp rồi. Dạ, chị ngồi đó đi chị. Mặc áo dài đẹp quá mà sao vô hát được. Để vô nấu bếp được. Quen à, không sao. Không để này chắc là sao Lộc nhá. Thường. Vâng ạ. À. Thường lắm, thiệt sự nhiều khi mình binh nó ghét mà con gái nó ghét mình. Ừ. Chiều cũng rồi. Không có chiều nhưng mà cái nào đúng thôi. Nhiều khi hai mẹ con lại gần gũi nhiều hơn. Là hơi nhiều hơn là con đúng con rồi của mình luôn. Đúng hả? Rồi. À. Tại vì bé Vi vợ qua không biết nhậu. Tại vì không có cơ hội để ngồi mà nói chuyện với nhau lâu á. À. Chứ bình thường thì Khoa mà nó không nhậu đâu, nó nói chuyện gì với mình. Bao giờ mẹ vợ với con rể như hai người bạn với nhau ngồi tâm sự với nhau rồi mẹ rơi nước mắt rồi những có. Cái đời của mẹ không? Có chứ. Có luôn. Kể hết á, nhiều khi kể hồi xưa mẹ sao trong cuộc sống khó khăn gặp những cái gì đó. Ừ. Thì cũng có kể. Rồi Khoa cũng tâm sự mà mẹ con hồi xưa cũng vất vả thế nọ và khi kể qua kể lại vậy đó. Coi như hai người có thể nào khóc cùng lúc không? Có. Ui sao? Ừ, con nấu ăn đi. Cái gì đừng, nước mắt. Không, đúng như là tâm sự gia đình hai bên đó thì nhiều khi cũng mũi lòng đó. Nhưng mà mẹ chồng nàng dâu thì khóc thì nó cùng một lúc thì nó hợp lý anh ạ. Không đây con giả với mẹ vợ mà khóc cùng một lúc là không... Có bia rồi vợ dễ rơi nước mắt. Bình thường thì mẹ khóc trước em khóc sau hoặc là em khóc trước mẹ khóc giống sau. Giống như cảm động mà khóc theo. Khó mà hai người cùng ngồi mà rơi nước mắt cùng một lúc đúng không nói, mẹ nói rồi có là rồi được đó. Nhưng mà không cùng lúc. Đó, tại Khoa cũng có tâm sự nói hồi Khoa đi học á mẹ cũng vất vả, mẹ Khoa cũng vất vả. Đó, lúc đó mẹ rơi em khóc thì mẹ rơi lại.
thì đúng, ai cũng có cuộc sống động, lúc này lúc nọ lắm. Đúng rồi, với lại lúc xỉnh nó cũng dễ khóc. Không dễ mũi lòng. Dễ mũi lòng hả? Thôi à, thì ướp cá nhá. Dạ. Khoa em cứ nhập rau đi. Thì Khoa có làm Phật, Phật ý mẹ vợ không? Lúc nói, mới về đó. Nói chung là cái thời gian đó thì chị cũng bận bịu lắm, chị cũng đi buôn đi bán suốt à, nên cũng ít có thời gian để mà gần gũi, để mình nhận ra mấy cái tối về thì gặp nhau và vui vẻ vậy thôi. Cái này em chị đã nói đó, Khoa nó gặp mẹ xong rồi là lãng đãng ăn bữa cơm, ăn xong rồi nó lên phòng, rồi mình cũng đi lên phòng, ít có thời gian nói chuyện nhiều, cho nên cũng chẳng có gì để. Cái này thật ra là mẹ vợ cũng còn trẻ quá, thành ra là hiểu được cái tâm lý của Khoa. Ha, chị thì chị thoáng lắm, chị sống chịu thoải mái, không có để cho con cái nó có chứ. Cái này phải có mắm luôn. Ở nhà nó thường là mắm chị luôn. Bình Khoa nhiều hơn. Là ngon nhất để công mà. Việc ở nhà thì Vi làm không nhiều hơn. Vi thì sau này thì bận bịu con nhiều hơn, còn bếp núc thì Khoa nhiều khi Khoa dậy ngày nào không đi quay là sáng thấy anh mất tiêu, mình dậy gì cứ hỏi, thấy mất tiêu là anh lái xe đi chợ đó. Rồi cái chuyện chăm sóc con cái đó, giữa bà ngoại với lại con rể đó có mâu thuẫn gì với nhau không? Chị nói thiệt là tại vì chị không có chăm sóc cháu, chị đi buôn bán đó, chị từng có vú cho nên mướn vú với lại Vi với lại Phụ với lại vú nuôi nhà. Tại chị sáng là chị cũng nhiều khi đại khái ra coi mọi người ăn uống gì, đi chợ một chút hoặc là rồi chị đi bán. Đi suốt tới chị, tối chị mới về, 10 giờ chị mới về. Vậy thì những bữa cơm gia đình đó có thường xuyên không? Thì Khoa mà đi quay thì thôi, chứ còn Khoa mà được nghỉ thì chị tranh thủ chị về sớm. Bây giờ Khoa cùng đưa chị về quê thăm ông bà. Có, chị có về mấy dịp trước Tết và lúc mà trước khi cưới á, có về. Sao khi cưới ít về hả? Tại vì xa quá, với lại mình cũng bận á. Thì về có làm đối thủ với không, về quê mà mình đâu có dám. Nhưng mà hôm đám cưới thì cũng có uống với họ hàng bên đằng trai này kia. Bữa nào con phải tổ chức cho em làm mẹ dâu là chắc là bố mẹ chồng. Khoai bữa nào là em phải tổ chức cho mẹ ruột em với lại mẹ vợ em uống bữa khoai. Mẹ Khoa không có nhậu. Không có nhậu. Bữa nào tổ chức cho mẹ hoặc là bố em nhậu với mẹ vợ em bữa. À cũng nhậu rồi anh ạ. Chứ mỗi lần bố em vào là đa phần là nhậu với lại mẹ vợ em. Ai tiễn ai? Mẹ mỗi người ngu em ạ. Nói chung là cả đằng trai nhà em là nhậu không lại mẹ. Trời cả bạn ơi. Cả cháu luôn ấy, nhiều khi nhậu xong là mẹ là người mà dọn, lúc đấy là anh em là lác đác là thằng nằm thằng đứng hết rồi, là chỉ còn mỗi mẹ lại lúi húi dọn. Nhiều lúc là phải nói là hôm nay nhậu là mẹ không được dọn nha. Đó, thì mình xong toàn... rồi mình thấy gì mình dọn cái gì đâu, đây con của mình còn tỉnh à. Đọc cô gò bài. Anh Khoa ơi, không tại em đang khen Lộc, bởi vì đây là lần đầu tiên em nấu ăn với Lộc ấy, tự nhiên em nhìn hình ảnh một cái nàng dâu á, sau này Lộc sẽ lọt vào một căn nhà, một căn bếp nào đấy thì mẹ chồng đi làm về nhìn thấy hình ảnh này thì em nghĩ là sẽ rơi nước mắt ạ. Bởi vì là rất không? Là không, em rất là hợp với một cô nàng dâu mà tảo tần đó, nấu ăn này kia ngon. À, anh nói cho em nghe nha, Lê Lộc á. Dạ. Lúc trước thì cái chuyện làm dâu thì có thể được hay là không nha, lúc được lúc không, nhưng sau rất nhiều năm làm chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Lê Lộc sẽ là một nàng dâu rất tốt và rất hiểu ý mẹ chồng, bởi vì Lê Lộc rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm, đúng rất bài học sự hóa trong chương trình này. Đây là bao nhiêu các cặp rồi dạ, mà đúng rồi. Mỗi gia đình là một cái hoàn cảnh nên là mình hiểu được tính cách của mẹ chồng nhiều và mình có thể có được những cái bài học để mình đối diện sau này. Dũng Dũng cũng sẽ tự hào về. Vậy là cái căn bếp trong tương lai là bếp nhà Dũng hả? Đúng rồi. Ủa anh ơi, ướp cá đi. Đâu anh không? Ướp cá đi, nó mặn lắm rồi kìa. Anh Khoa, anh chia sẻ thiệt cho em biết đi, là từ ngày anh về làm rể đó, cái giai đoạn nào mà anh cảm thấy khó khăn với anh nhất? À, chia sẻ thật với lại Tuấn Dũng là gì vậy? Bị nhầm, nghĩ là trong đầu. Cái gì em? Cái giai đoạn nào anh khó khăn á trong việc làm rể á? À, làm rể thì thật sự là cũng mới cưới gần đây thôi. Dạ. Nên là nhưng mà thật sự thì cuộc sống với gia đình bên vợ thì cũng 7 năm rồi. Dạ. Thì khó khăn nhất thì là những thời gian đầu lúc đấy mình mới vào nghề thì cuộc sống rồi kinh tế công việc của mình nó chưa ổn định.
Thì lúc đấy thì mình là lúc khó khăn nhất, mình ở nhà nhiều khi nó cũng bé tí à. Nhà chật thì nhiều lúc mà mấy mẹ con muốn ngồi với nhau, lúc đấy mẹ anh thì đã lên Sài Gòn đâu, mẹ anh còn ở dưới Bình Dương đi làm dưới đấy là mẹ con cũng được gặp nhau. Thì sau này mình may mắn thì mình công việc của mình nó ổn hơn một chút xíu thì lúc đấy thì nó đỡ hơn. Nói chung là khó khăn thì bây giờ cũng có khó khăn thôi, nhưng mà những thời gian đầu ấy mới, với lại mình cũng mới về nhà vợ đấy thì nó cũng chưa được thoải mái lắm. Nhưng mà lúc đấy mình còn e thẹn, mình còn đi nhẹ nói khẽ, hiểu không? Còn bây giờ thì hai mẹ con thoải mái hơn rồi, nhậu nhiều với nhau rồi thì thoải mái hơn rồi thì nó cởi mở hơn. Sau này em cũng vậy nhá. Vậy là mình phải gọi là mẹ Dũng nhậu được không? Được, trời ơi, cỡ cỡ mẹ anh vợ anh đang nhau ấy hả? Đó, vậy đó. Vậy là 1.5 hả? Hơn á. Hơn. Chết rồi, vậy là em phải tập uống không? Bữa nào giao lưu. Đúng rồi, phải tiếp cận bằng cái cách đó thì nó mới dễ hơn, đúng không anh? Đúng rồi. À, không, khoan, vậy hỏi. Tại vì mẹ của một người bạn em thì cũng có cái tính tương tự giống mẹ vợ anh. Giờ em hỏi anh cái bí quyết nào để anh dễ dàng tiếp xúc, hay là anh dễ tiếp cận với mẹ nhiều hơn? Nhậu em. Đâu đấy chọc thôi, cái bí quyết thì nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thì bí quyết là mình nói chung mình thẳng thắn, mình đừng ngại ngùng gì hết. Có cái gì thì tâm sự luôn. Chứ đừng có để trong lòng thời gian lâu là nó ấp ủ á. Thì nó ủ lâu quá thì nó cũng sẽ bộc phá ra. Nên là ví dụ như là hai mẹ con có cái gì nên không phải thì anh sai thì anh xin lỗi liền. Con có khi nào mà mẹ làm cái chuyện gì đó mà không có vừa ý anh không? Không vừa ý hả? Anh có góp ý thẳng không, hay là anh để trong lòng anh? Không vừa ý thì mình chia sẻ với có mẹ anh hai mẹ con ấy lắm. Rồi lúc thì mẹ hơi nóng tính. Thì con cái thì nó nóng thì mình chia sẻ là mẹ bình tĩnh lại xíu đấy. Mẹ anh cũng vậy thôi, mẹ anh ở nhà cũng nóng tính ngang ngửa với lại mẹ vợ. Vậy hả? Trời ơi. Thì anh cũng quen rồi đúng không? Còn ví dụ như anh thì nhiều lúc anh bị ngại á, bị cảm nể này kia thì mẹ nói là có gì cứ nói thẳng ra, sao cứ phải ngại ngại như thế. Mẹ nhìn mẹ hiểu hả? Bắt nước sôi rồi lên đi. Dạ rồi, đang bắt đó chú. Ủa? Anh ấn rồi mà. Anh nhấn. À, tại anh thấy em lặt rau lâu quá cho nên là anh phải bấm cái chế độ nhỏ nhất. Trời ơi, là nãy giờ đợi em hả? Đúng rồi. Trời ơi, đâu có biết đâu. Nêm nước mắm gì chưa? Sau này rửa rồi. Lại cái này xong rồi ạ. Cái kia để xíu. Em coi nó thái rau. Gần xong rồi ạ. Chắc bây giờ mấy giờ ta? Chắc cũng gần 5 giờ rồi đó. Chắc cũng tới giờ ăn cơm rồi đó. Hai đứa tập trung nấu nướng đi. À, không. Khoảng 9 giờ xong. À, không. Trời ơi. Hai vợ chồng thì con cũng 2 tuổi rồi đó Khoa. Dạ. Có bao giờ mẹ nhắc nhở là thêm bé nữa? Có chứ. Nó cái đó nhắc hoài luôn á. Cái đó nhắc hoài luôn. Nhắc hoài luôn hả? Xong nó cứ nói là mẹ cứ tạo áp lực cho hai đứa, không mốt qua đẻ đứa rồi không đẻ nữa. Thì chị biết nói thôi kệ, ráng đẻ, ráng sao kiếm thằng trai, tại Khoa nó có mình trai à. Khoa thì nhà Khoa thì 3 chị em, 2 chị gái thôi. Cho nên mình Khoa có trai một, ráng sao đẻ thằng cô tí cho ông bà vui. Nói chung có nếp có tẻ, người bắt mình là nối dòng nối dõi là quan trọng nhất, thật sự. Khoa rồi chắc cũng ráng trai thì mà hai đứa nó nói thần thì hai mẹ cứ làm thì vậy thì muốn là con trai, nhưng mà em với vợ em thì thoải mái ạ. Bà cũng nhắc con là mừng rồi, và cũng nói chung là em cũng hai vợ chồng cũng cày gần năm nay cũng chưa có ạ. Bởi vì vợ em, hai đứa tụi em khó, kể cả mà em bé giờ là cũng gần 2 năm mới có được ạ. Và em cũng có do là khả năng là vợ em thì bình thường, nhưng mà nhiều khi em yếu ấy ạ. Không, nhiều lúc đi quay về đấy thì cái đó người ta gọi là mệt chứ người gọi là yếu. Không phải, mình trong tinh thần mình còn hừng hực lắm. Nhưng mà nhiều khi ở ngoài thì mình đi quay về mệt quá, buồn ngủ với lại mình lực bất tòng tâm á. Dạ, mình trong tâm là mình muốn lắm nhưng mà nó có sức nó không ấy ạ. Nhiều khi tới ngày thì không, cứ chia sẻ thật là tới ngày thì ngày đấy tỷ lệ nó cao. Mới phải anh hôm nay tỷ lệ cao này. Là em mẹ mới làm về chưa ăn uống cái gì hết. Ủa vậy hả? Thì sau đấy thì ấy nhưng mà vẫn chưa có nhỉ. Năm nay
Thôi thì dành thời gian bữa nào gần tới ngày đó đó. Dạ, nói chung là cứ tới ngày tỷ lệ cao là vợ em phấn khởi lắm. Là anh là tỷ lệ nghịch lại đó. Không? Không, anh cũng máu lắm nhưng dạ. Mà mình chịu không nổi. Họ ráng đi anh. Không, bởi vì là cái đấy dạ. Cuộc sống vợ chồng mà, tại mình dạ. Cũng muốn có một đứa nữa, bởi vì là để cho gần nhau, em muốn là cho hai chị em sau này chơi với nhau. Đúng rồi. Dạ. Nghĩa là mình cũng một lèo luôn dạ. Chứ mình để mà mình xa quá thì sau này nó cũng có nhiều thứ anh ạ. Đúng rồi, rất là nhiều thứ. Nhưng mà thôi, trời nó cho anh ạ, chứ em cũng hết sức rồi. Em cũng cố gắng hết sức rồi, đi làm về sáng tối. Còn trọng là ăn uống em, còn trọng ăn uống nữa. Em ăn cũng mạnh lắm. Đừng ăn uống bún đậu bún tôm hoài khó đẻ lắm á. Không nhiều khi cũng thật đấy. Ăn bún đậu không hả? Hả? Sao? Hả? Tại là ăn bún đậu không á hả? Hay nhiều khi ăn mắm tôm nhiều quá. Không được. Phải không? Ừ, tại nhiều lúc mà đi qua quán về là vợ hối luôn thì thật sự toàn mùi mắm tôm không ạ? Không, thật sự có những bữa mà khai trương anh là đi bưng bê này kia về là mùi mắm tôm là con nó không theo. Bế là con nó khóc ấy. Vậy hả? Trời ơi. Mà ở nhà là con anh là đeo mẹ hay đeo ba? Theo mẹ. Vậy hả? Nửa đêm ví dụ như là đang ngủ mà giật mình ấy, quay qua thấy mẹ thì ngủ tiếp, còn quay qua thấy em là đứng dậy khóc luôn, bật dậy khóc luôn anh ạ. Ủa sao? Không hiểu vậy? Tại sao luôn. Kỳ vậy? Mà anh là người mà nhìn thấy mặt con đầu tiên, anh là người mà đút sữa anh. Thì lúc em bé nằm trong lồng kính rồi vì sinh non, em là người đút sữa cho đầu tiên và bế đầu tiên luôn. Và về nhà này cũng bế đu đưa các kiểu luôn mà không theo. Anh biết sao không? Tại vì chắc anh không có nhiều thời gian gần con. Đúng rồi, bởi vì đi làm nhiều quá. Hôm trước đó anh Lê Du Bảo Lâm cũng gặp tình trạng như vậy luôn, là thằng bé con thứ ba đó, bé Phin á, nó gặp ba nó ẵm nó mà nó khóc. Trong khi đó ông ngoại á ở bên cạnh suốt ngày luôn. Mà anh Lâm anh kể nha, người ông ngoại mồ hôi mồ kê không làm cả ngày mà bế theo đúng không? Mà nó đeo nó cười. Còn anh Lâm người vừa thơm vừa tho không á mà nó khóc. Rồi, bởi vì là mình đi làm nhiều quá, trẻ con thì nó quen hơi mà. Dạ, cái đó không được con. Thành ra thì cũng cần cái thời gian để mình chơi với con nhiều với Khoa. Dạ. Con giờ 2 tuổi rất là cần sự chăm sóc của bố rồi đó. Nên tranh thủ ha. Cái nhất là bây giờ em có thời gian là em bế à? Ừ, dạ. Bế đó. Nhưng mà em thì chiều hơn là vợ em. Thực ra đúng là con gái á, là đeo ba nhiều hơn á. Dạ đúng rồi, lúc đầu em cũng nói tất cả mọi người nói là để ăn gái này là sau này là theo ba lắm ấy. Mà mình đi làm nhiều quá anh ạ. Thì con nó không có quen mặt thì không nhớ hơi á. Dạ xong rồi ạ. Thơm lắm, thơm lắm, rất thơm luôn. Trời ơi, anh nấu mà hồi hộp giùm luôn á. Tại mãi nói chuyện với lại Lộc quá lại em tập trung nấu mà Lộc hỏi quá cho nên là quên mất bỏ mướp rồi anh ạ. Trời ơi. Thì đấy. Hai anh em vui quá cho nên là để. Dạ. Trời ơi. Canh cua không có mướp luôn. Hai anh em vui quá quên bỏ mướp luôn. À. Nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn à. Ừ, có mướp nó cũng ngon hơn. Dạ. Mà mướp cũng ngon mà. Đây con xin phép con bế cơm. Cái vị Linh ngửi thôi nên thấy nó rất là đậm đà đấy. Cái cành riêu cua thì có thể là đặc trưng của người Bắc mình. Đúng rồi, đặc trưng miền Bắc nè. Đúng rồi, cá kho riềng. Cá thấm kho riềng này ha. Cũng như cá làng Vũ Đại ha. Dạ. Ngon lắm. Không, bây giờ thì tao xin mời rồi, vào thử tay nghề của thử trước đi. Của Khoa với lại phụ bếp của Lê Lộc. Dạ. Lê Lộc này con chỉ có lặt rau hay lắm á. Rau thôi à. Dạ. Cũng Lộc nhìn em nghĩ là cũng nấu ăn được á. Nhìn cái thao tác lặt rau ấy nó chậm xíu thôi nhưng mà nó cũng điều luyện anh ạ. Dạ. Tập từ từ rồi con. Dạ. Rồi. Em mời. Em mời nha. Mời cả nhà. Xin mời cô mời chú. À mời con. Cô để gấp cho thử đi. Có được rồi đi. Gấp cá cho mẹ đi. Bây giờ nhà nó có gấp. Có. Tạm vô mâm ăn thì cũng hay. Còn bia là nó không có sớt đúng không? Không, nó chậm. Ba ngày rồi uống nó chậm là nó nhắc à. Anh. Mời anh. Mời nha. Mời anh. Em cá nó màu trắng đẹp quá ha. Anh với Lộc ăn ngon mồm nhá. Nhưng cái cá chấm này cái thịt nó mềm mà cả cái vị thì rất là vừa
nếu có thời gian nữa mình chút xíu nữa nó kẹo lại nó chưa kẹo, thấm lắm kẹo xíu nó thấm để cá của nó mềm chút xíu nữa. Em mới xin chương trình này cho em nấu tới 9 giờ tối mà không ai đồng ý hết. Được rồi em. Là cho nó ngon anh ạ. Mình ăn đây mấy em quay phim cũng đói lắm rồi đó. Còn nghiệp tụi nó lắm rồi đó. Rồi chúc khuya khuya ăn nha mấy cưng. Ở nhà là anh Khoa anh thường nấu cơm cho cả nhà ăn không cô? Thì khi nào rảnh đó thì Khoa cũng hay chỗ bàn thôi. Dạ. Cứ được nghỉ là anh xuống anh dạy xong anh nha. Phóng con xe Dream anh mang của bố vào là chạy ra chợ không là mua đồ về nấu. Và cô chấm món nào là anh Khoa nấu ngon nhất cô? Món dê. Món dê chắc là mua hả anh Khoa hả? Còn nấu món món cơm thì chỉ có canh cua là ngon nhất. Dạ. Chứ món canh này Khoa nấu không được. À, cái vị không ngon lắm. Thật là ngon. Dạ. Cá thì ngon lắm, vừa tới chỉ có cái là nó chưa được nó thấm sắc sắc là ngon, cứng hơn cá hơn ăn nó thấm hơn gia vị hơn. Cá này Khoa tiết tiền xong mua xương không ta? Không, cá này nó nhiều xương nhỉ? Không có xương. Tiết tiền lựa miếng ngon ngon chút. Con cá này nó bự lắm đúng không con? To. Cá to lắm. Em cũng ra nói là lấy cho em cái khúc cá nào mà khó bán được nhất ấy. Ủa sao vậy anh? Sao vậy? Khúc cá đấy nó mới đặc biệt em. À, vậy khúc cá mà dễ bán được thì ai người ta cũng ăn rồi. Em cá không phải khó bán được. Là cá nó bị ương chứ. Đó đúng rồi đó. Đó là em mua đó. Nó rẻ mà. Ví dụ mua khúc cá ương nghe nó khác. Anh cho em khúc cá nào khó bán được nhất ấy, nghe nó sang trọng hơn. Cái gì khó khăn thì nó cũng sẽ ngon hơn mà. Cá kho nhờ là nước mắm đó. Dạ. Cảm ơn Khoa với lại mẹ là rất là nhiều. Nên đã đem rất là nhiều tiếng cười đến cho cái không gian bếp của mẹ chồng nàng dâu. Một cái câu chuyện mà cũng rất là vui, cũng rất là đặc biệt luôn. Đó là mẹ chồng chú rể là luôn luôn nhậu. Mẹ vợ, mẹ vợ. Mẹ vợ với con rể là bạn nhậu với nhau luôn. Dạ. Có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Đây là một câu chuyện mà cũng rất là đáng nhớ ha. Không ai giống mẹ con mình không? Vậy đó. Còn nếu vậy cũng về làm dâu đó. Kết nối tình yêu thương với mẹ chồng con nhiều nữa. Biết là coi gọi là cái ưu điểm. Đúng. Cái khuyết điểm gì là mình tấn tới. Đúng dạ. Rồi. Mình tấn tới dễ không? Gần gũi với lại dễ tìm hiểu được. Dạ. Từ quý mẹ chồng muốn gì. Dạ. Nhưng mà sau bao nhiêu năm như thế thì hôm nay chị có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Không. Nói chung là cũng không có gì cần phải thay đổi. Chỉ mong có đứa cháu nữa thôi à. Đó. Một sự thay đổi nho nhỏ lớn anh ạ. Lớn ấy, thêm một đứa tại vì không phải riêng vậy mà bà nội Mini cũng vậy. Dạ. Mẹ Khoa cũng lúc nào cũng trông á. Dạ. Khoa không muốn mẹ thay đổi điều gì vậy? Mẹ trẻ hơn anh ạ, khỏe hơn anh ạ, nhậu tốt hơn anh ạ. Cái đấy nói thì vui thôi. Cái mà lúc nào cũng muốn là nhiều khi mình biết rằng là lo cho con cái nhưng mà mình một vài năm nữa hay là thời gian ngắn thì mẹ dừng đi làm kinh doanh cũng bán lại ở lại ở nhà mà cho con cái nó phụng dưỡng hay là chăm sóc cháu này kia. Yeah. Bây giờ thì mẹ nói chung nói mẹ không chịu, mẹ cứ muốn đi ra ngoài buôn bán thì nói chung nó cũng chưa có quen cái thói quen rồi. Người mà trẻ mà buôn bán còn vất vả không chứ đấy mới lại mẹ có một mình mình quản một cái quán thì rất là đủ thứ ấy, thì mong là sắp xếp được thời gian sớm thì lúc đấy thì ở nhà với lại em con rồi đặc biệt là với cháu ạ. Mẹ thì mong muốn Khoa có thêm bé. Yeah. Khoa cũng muốn mẹ có thêm người nào đó. Cái hết hồn chú cũng người. Là không hết hồn. Anh dẫn anh tưởng giật mình thêm, anh giật mình cái khúc đó thêm, em cũng làm em mất. Thêm em nữa không? Thì đó tự nhiên giật mình cái khúc đó làm con cũng lo cô. Thật sự thì mẹ với ba em thì bây giờ thì tuy là không còn ở với nhau rồi nhưng mà mọi thứ vẫn là thoải mái lắm. Yeah. Em kể cả em với Vi cũng vậy, là mẹ với ba mình là ba mẹ mình tôn trọng và như nhau hết, không có phải là ba là mẹ hết. Thì cái đấy thì bọn em không bao giờ tụi em góp ý một cái gì hết ạ. Mẹ nếu mà có duyên, mẹ có được một ai là tụi em tán thành hết ạ. Yeah. Thì để anh lo cho mẹ em chứ. Anh lo nhỉ? Có gì anh nhờ em có gì bồi hồi quá. Có gì em nhờ anh coi tủ này lên mắc cỡ lắm rồi. Cái mối nào mà con anh thấy
hợp hợp với mẹ em thì anh bố trí sắp xếp sớm giúp mẹ em. Sao? Mẹ anh lo. À, dạ. Em cứ về tối nhậu với mẹ xong rồi hỏi mẹ tiêu chí em viết ra cái tờ sớ cho anh. Dạ, à, dạ. Tiêu chí gì đó. Dạ, cần vâng. Mấy muối ha. Dạ. Năm sáu muối trời gì đó. Trời ơi, thôi. Hay là chân dài chân ngắn hay tóc dài ngắn gì đó. Là mẹ cứ đưa ra tiêu chí. Dạ. Rồi em gửi cho anh nha. Dạ dạ vâng. Anh lo. Đấy em ấy vợ em cũng soạn sẵn rồi. À, dạ. Rồi, thôi bây giờ mình tiếp tục ăn cơm, quên lo nói chuyện cơm nguội mất ngon. À, phải chia sẻ với chú Linh nữa. Đó, gì là nữa? Tết năm nay, Tết Quý Mão 2023 đó, thì anh Khoa có một cái bộ phim điện ảnh chiếu rạp. Phim gì? Siêu lừa gặp siêu lầy. Hay là ngoái chiếu hả? Mùa 1 Tết ạ, đây là bộ phim lần đầu tiên em đóng chính. Lần đầu tiên mình góp một xíu vốn, lần đầu tiên được vào một vai đẹp anh ạ. Trong phim em đẹp lắm. Em coi sơ sơ cái bản em đi lồng tiếng thôi mà em còn bị bất ngờ với lại cái vẻ đẹp của em trong phim mà. Dạ, áp cũng hay quá. Dạ, áp thì anh quay phim là thật mà, máy đó. Vậy là mình có hóa trang lâu lắm không anh? Hóa trang kỹ lắm không? Nói chung là vào những cái vai đẹp ấy thì em cái thời gian quay thì nó chỉ chiếm 1/3 thôi, còn chủ yếu còn lại là thời trang trang điểm. Vậy mới đẹp. Thật là trong gia đình mà có chàng rể này chắc vui lắm á chị ha. Vui lắm luôn á. Thôi mình ăn cơm thôi. Dạ. Ngon quá ha. Ăn bữa cơm gia đình với lại bà con Khoa với lại mẹ vợ thì cũng cảm giác rất là vui rồi. Cảm ơn quý vị. Quý Linh hy vọng rằng là chúng ta sẽ đón xem phim siêu lừa gặp siêu lầy và luôn luôn ủng hộ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.